Thưa quý vị và các bạn, tục đốt vàng mã vào các dịp lễ Tết với ý nghĩa tốt đẹp hướng về tổ tiên cội nguồn. Tuy nhiên ngày nay, nhiều người với quan niệm trần sao âm vậy đang lạm dụng tục lệ này một cách thái quá khi vàng mã đốt không chỉ có ý nghĩa tượng trưng mà còn gây lãng phí cho gia đình và xã hội, thậm chí có thể mất an toàn trong phòng chống cháy nổ. Ngày 30 tháng 1 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành công điện về đảm bảo nếp sống văn minh, an toàn, tiết kiệm trong các hoạt động tôn giáo tín ngưỡng dịp Tết và lễ hội xuân năm 2024. Trong đó, có nội dung nhấn mạnh về việc không đốt đổ mã, vàng mã, tràn lan, gây tốn kém, lãng phí, đảm bảo an toàn, tiết kiệm và bảo vệ môi trường. Khảo sát tại một số cửa đền trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, nhìn loại mặt hàng vàng mã như ngai ngựa với đủ kích cỡ tương ứng với giá tiền được người bán hàng giới thiệu. Trong vai người đi lễ, không khó để liệt kê một loạt danh sách đổ lễ, trong đó bao gồm cả tiền vàng mã với hơn 3 triệu đồng. Đây thì tùy loại anh ạ, ngai thì 100 cũng có, 200 rưỡi cũng có, 300 cũng có. Như một canh đàn lễ thì nó nhiều lắm, mình không biết. Các cô thì mã mình có cô mang về nhiều lắm. Hai to này là 500, cả ngai cả vàng. Ông ngựa và cha nữa là 500 nữa. Hầu họ mới mang nhiều đồ, chứ còn mình lễ thì đáng bao nhiêu. Hầu người ta mới mang hàng mấy chục ông ngựa ấy chứ anh. Đó là chưa kể, nếu như cả đoàn đến lễ hoặc gia chủ làm các khóa lễ lớn thì không rõ kinh phí sẽ là bao nhiêu. Tỉnh Hưng Yên có trên 500 lễ hội được tổ chức chủ yếu vào mùa xuân và mùa thu hàng năm. Chưa kể những ngày lễ trong năm được tổ chức tại các gia đình. Khi điều kiện kinh tế các gia đình khá giả, kèm theo quan niệm phú quý, sinh lễ nghĩa. Không chỉ dừng lại ở việc đốt tiền vàng và nhiều các sản phẩm như nhà lầu, xe hơi cũng được người dân sắm sửa. Lấy tiền thật để mua tiền giả. Và rồi những hình nộm kia lại phải đưa vào những lò hỏa thiêu gây tốn kém quá mức cho gia chủ. Đốt vàng mã thì tôi nghĩ rằng là ta không nên đốt nhiều, tiết kiệm. Nó gây cái ô nhiễm, thậm chí là có những cái vụ việc cháy nổ. Thứ hai là cái tiết kiệm về cái ngân sách của mỗi một gia đình. Vì cái tâm con người ra là chính, chứ không phải là ta đốt vàng mã nhiều mà lại có lộc thì rồi có phúc. Chúng ta không đốt tràn lan quá cái định lượng cần thiết của một khóa lễ. Không nên quan niệm đốt càng nhiều thì càng tốt, như một hình thức hối lộ thần Phật, tổ tiên, ông bà. Nếu chúng ta đốt mã như vậy là mê tín. Tại các đình, đền, miếu, phủ, chùa, chiền là cơ sở tín ngưỡng tôn giáo, thì khi đốt mã chúng ta phải thực hiện đúng nơi quy định. Những năm gần đây, một số người dân cũng bắt đầu có những thay đổi quan niệm này, mong muốn cho một năm mưa thuận gió hòa, gia đình có nhiều sức khỏe. Lối mạch truyền thống của cha ông để lại trong tục đốt vàng mã đầu năm. Chị Lưu cùng nhiều người dân chỉ mang lượng vàng mã vừa đủ khi tới đền ủng dịp đầu năm. Tâm của tôi gọi là đi lễ thì cũng gọi là một ni một nai. Nhiều người người ta đốt mà đốt nhiều đấy, thì nói chung là nó cũng lãng phí. Từ xưa đến nay các cụ để lại thì không thể nào coi là thiếu được tiền âm được. Ít thôi, là đi theo mấy cả sớ sách của chúng tôi là vừa. Dịp đầu xuân, để các hoạt động tín ngưỡng tôn giáo diễn ra văn minh, hướng đến một mùa lễ hội an toàn, đúng với thuần phong mỹ tục của người Việt Nam, các cấp chính quyền cần phối hợp chặt chẽ với các cơ sở tín ngưỡng tôn giáo, tăng cường công tác thanh kiểm tra, không để xảy ra các hoạt động mê tín dị đoan, biến tướng lệch chuẩn xã hội, đốt vàng mã tràn lan, gây lãng phí. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân hiểu về tôn giáo tín ngưỡng, tìm sự bình an, hướng thiện, chứ không phải cầu xin danh lợi tiền tài. Mục ống kính phóng viên tuần này do Phòng Thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên thực hiện đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.